Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe số 1 thuộc trường cao đẳng nghề 21 binh đoàn 15, được đánh giá là đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện nhất trong hệ thống các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện nay, từ khâu giảng dạy lý thuyết đến các bài học thực hành của học viên đều được các phần mềm cập nhật, lưu trữ liên tục và giám sát thông qua nhận diện bằng hình ảnh, khuôn mặt, vân tay. Sau đó, kết nối vào hệ thống máy chủ, truyền về các cơ quan quản lý nhà nước để cùng theo dõi, giám sát. Trung tâm cũng đã tham mưu cho nhà trường tiến hành đầu tư các trang thiết bị để tiến hành cho cái nhiệm vụ chuyển đổi số và phục vụ cho công tác đào tạo và sát hạch. Và cụ thể thì chúng tôi đã tham mưu đầu tư về các thiết bị như cabin điện tử, rồi các phần mềm như là mô phỏng và các nội dung cập nhật các phần mềm của nhà cung cấp Ecotech để phục vụ cho công tác chuyển đổi số cũng như là công tác đào tạo sát hạch. Trong đó là đầu tư về trang bị camera ở tất cả các phòng chờ, công khai lý thuyết thực hành và trên sân tổng hợp các bài thi. Thiết bị DAS đã được các trung tâm đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai lắp đặt ở tất cả các phương tiện dạy thực hành lái xe trên đường và được đánh giá là khâu chuyển đổi số then chốt nhằm quản lý thông tin học viên trong quá trình đào tạo. Theo đó, để đảm bảo học viên tập lái đủ km thực hành trước khi được sát hạch, sau đăng nhập hệ thống bằng thẻ học viên hoặc nhận diện khuôn mặt, quá trình học thực hành lái xe luôn được thiết bị DAS ghi nhận, liên tục truyền về máy chủ của cơ sở đào tạo, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai, Cục Đường bộ Việt Nam và được lưu trữ đầy đủ. Qua đó, giúp đơn vị quản lý theo dõi, khai thác dữ liệu để phục vụ công tác quản lý đào tạo học viên, kiểm tra tính chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái. Với thiết bị này thì đó bắt buộc là giáo viên lên xe thì phải thao tác là phải nhập đúng tên, đúng giáo viên và học viên phải nhận diện đúng khuôn mặt. Nếu như chúng ta mà không nhận diện đúng khuôn mặt của học viên hoặc là học viên mà vì lý do gì đó mà không có mờ hoặc là trong quá trình camera không nhận diện thì km sẽ không được tính. Quá trình học tập thì công nghệ nó cũng giúp đỡ bọn em rất nhiều về cái quản lý cái km mình với cái con đường chạy rất ok. Chuyển đổi số trong đào tạo sát hạch lái xe ô tô là xu hướng và là bước đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đồng bộ vào quá trình đào tạo đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch học viên cũng như tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Phải nói rằng là việc áp dụng công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số thì đã mang lại tính minh bạch, công khai. Và từ cái áp dụng công nghệ thông tin, đây là một cái dữ liệu lưu trữ mà để phục vụ tốt cho công tác thanh tra kiểm tra sau này. Thì qua đó đã nâng cao được cái chất lượng trong công tác quản lý đào tạo cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh và cũng giống như trong nâng cao cái công tác phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực này. Sở Giao thông Vận tải Gia Lai thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát cũng như hướng dẫn các trung tâm đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh đầu tư trang thiết bị và áp dụng đồng bộ hơn nữa việc chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.